phát hiện quỹ đen của chồng được giấu ở nơi không ngờ tới. Rồi, tiền đâu nhiều này, ôi. Vâng, như vậy là một thợ sửa xe đang moi ra những tờ tiền từ một con xe. Tiền này rách rồi. Đây là không biết là vị trí ở đầu xe hay là đuôi xe đây. Cần có ắc quy này. Rồi, rất nhiều tiền lẻ đây. Có cả tiền 100.000 luôn. Có cả phong bì mừng cưới luôn. Ôi ôi. Ôi ôi. Xem nào, xem có cái bê cờ sờ nào ở đây không. Đấy, vợ phát hiện ra chồng có một cái quỹ đen to tướng mà giấu ở trong con xe luôn. Bây giờ mới phát hiện ra. Ui dồi, rất nhiều tờ 100 luôn này chưa. Ui dồi, mấy tờ 100 rồi. Chỗ này chắc phải lên đến cả triệu bạc không nên. Vâng, đấy là không biết là con chuột này khả năng là do anh chồng nuôi đấy, cho nên là nó mới cầm tiền của anh đi giấu hộ như thế này. Giấu bao nhiêu tiền luôn, bao nhiêu tờ tiền luôn nhờ. Đấy, thế mới tài. Không hiểu tại sao một con chuột lại có thể cầm rất nhiều tiền vào trong một con xe như vậy. Đây chắc chắn là pet của anh chồng rồi. Không biết chuột nó tha từ đâu về. Các bạn hiện tại đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.